Ok, ở đây là em đang làm cái demo về báo cáo theo giờ. Thì như là cái yêu cầu của anh ấy, thì một bạn team sale đi, cứ vào mấy giờ mấy khung giờ đấy, bạn sale bạn sẽ báo như nào nhỉ? Đây, em sẽ vào cái này đi. Ví dụ đây là báo cáo theo giờ này, team sale này. Ví dụ cứ đến ngày, ví dụ hôm nay là ngày 16 đi, thì đến mấy giờ đấy, bạn sẽ đến cái khung giờ, bạn chọn bạn báo cáo khung giờ. Ví dụ bây giờ 11 giờ 11 giờ 5 phút này, bạn sẽ nhập vào đây, chọn này, chọn thời gian báo cáo này, nhập tên người báo cáo vào, rồi nhập những cái số liệu vào đây. Đây em lấy copy trên này xuống nhé. Ok, rồi sẽ nhập doanh thu vào. Ok, rồi thêm vào ghi chú nữa. Rồi thì sau khi mà nhập như vậy nhé, nó sẽ gửi cho mình một cái thông báo về trong nhóm chat. Thì đây là cái cách, đây là một cách mình nhập này, mình có thể nhập ở trong cái form này. Thì khi mà mình nhập trong form này nó sẽ chuẩn hơn, tránh xảy ra sai sót. Ví dụ đây, mặc định là mình mở ra thì nó sẽ hiển thị cái ngày hiện tại nhé. Đó, bây giờ mình nhập thời gian một báo cáo này, nhập thêm 23 giờ, số lượng là 12 này, số là 5 này, nó đơn như khách mới. Đây là 5, đây là 3. Ok, doanh thu này, doanh thu để số lẻ đi. Ok, người báo cáo. Đây là Ngô Thượng. Rồi. Ok, em gửi nha. Thì vừa nãy nó có một cái thông báo. Đây. Đây là cái thông báo lần đầu tiên mình nhập này. Team sale. Báo cáo chỉ số theo giờ. Thì đây nó sẽ là lúc ngày báo cáo là ngày 16 tháng 9. Và thời gian báo cáo là lúc 11 giờ. Đây là những cái thông tin của nó. Thông tin nó gửi về. Tỷ lệ phần trăm đây. Và báo cáo đây, ai là người báo cáo, thêm ghi chú này, thời gian mình tạo cái báo cáo hiện tại là 2 giờ ngày 16 tháng 9. Mình có thể thêm xem là cái thời gian chi tiết hiện tại. Ok, ở đây thì muốn xem chi tiết ý, thì mình click vào đây. Rồi thì mình sẽ xem được chi tiết cái đấy. Đây, xem chi tiết cái này. Ok, rồi nếu mà bây giờ mình có muốn, mình có thể thêm một cái đường, cái nút khác ấy. Ví dụ mình muốn nhảy và xem ở trong cái pancake hay là cái Facebook Ads luôn thì mình thêm vào đây được luôn. Ok, đợi một chút. Xong. Đợi một chút cho nó gửi cái về team team marketing nhá. Cứ khoảng khi mà nhân viên điền xong 1 phút thì nó gửi về. Rồi chỗ này đây. Thì nãy em test thì nó sẽ gửi về những cái như thế này. Chi phí này, số lượng data này, chi phí trên data. Và nó gửi thêm này đây. Rồi trong lúc chờ đợi nó gửi về thì em sẽ quay trở lại cái demo. Em sẽ vào demo này. Đây là cái phần tự động hóa. Thì em có bật lên hai cái. Đây, tắt ngay đi. Thì đây là cái báo cáo của team sale đây. Đây, khi mà mình tạo một cái bản ghi mới này. Đây, nó sẽ chờ 1 phút. Rồi, chờ 1 phút. Và nó tìm những cái bản ghi mình đã thêm vào. Sau đó nó sẽ gửi về tin nhắn. Đây là gửi về nhóm nhé. Mình có thể sửa lại chỗ này là gửi về trong cái, gửi cho một group chat hoặc là gửi cho người cụ thể nào đấy. Rồi, mình có thể setup cái tiêu đề cho nó. Và đây là những cái giá trị mà mình truyền vào. Ok, đây là nút của nó này. Mình có thể thêm nút này. Điều nút này mới thể hiển thị là Facebook Ads, mình dán cái link vào thôi. Chuyển đến này. Đây, mình có thể nhập vào facebook.com chẳng hạn, kiểu như vậy. Thì nó sẽ gửi về nút cho mình. Rồi mình thoát ra cái này, bỏ không lưu. Ok. Mình sẽ quay trở lại cái này. À, chỗ này nào vậy, nó điền về luôn này. Đây là cái đầu tiên này, 2:14 này, cái này là 2:15 này, nó gửi về sau luôn này. Thì cái này là báo cáo lúc 23 giờ. Đây, số lượng nó y hệt cái cách đầu tiên thôi. Cách thứ hai thì mình điền vào cái form. Đây, em vào form nhá. Thì đây là cái form của nó. Form này mình có thể nhập trên điện thoại được, nó nhanh, gọn. Đây mình nhập trên máy tính được. Tương tự như vậy đối với team marketing. Đây theo giờ nhá, em điền biểu mẫu này. Đây, mặc định là nó sẽ hiển thị đăng ngày. Chỗ này hiển thị giờ này.
chi phí này, rồi số lượng đơn này, ok doanh thu vào đây, rồi người báo cáo là người nào, nhập vào đây, rồi cái này không cần, ok gửi nhá, thì cái này dạng điền form hoặc là mình có thể nhập vào đây cũng được, mình thêm bản ghi mới này, rồi mình nhập giờ vào 17 giờ này, chi phí này, số lượng data này, số lượng đơn này, rồi doanh thu mấy này, ok người báo cáo, rồi chỗ này là tại sao nó lại có cái chat này, vì là khi mà mình truyền giá trị vào trong trong chat đấy đây thì nó sẽ bị lỗi như thế này đây, nó sẽ hiển thị ra số nó không có dấu phẩy này đấy, với lại cái tỷ lệ phần trăm này nhiều khi nó bị sai, nó hiển thị một đống như vậy. Thì mình đã sử dụng cái hàm hàm text này để mình lấy ra cái số chuẩn của nó để mình gửi về, cho nên là mình mới tạo ra hai cột. Ok mình sẽ quay trở lại cái này chưa thấy gửi về, à ok đây nó vừa gửi về này, thì marketing này, rồi gửi về hai cái đây, chỉ số này, đây như vậy nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đây nhập bảng này, nó sẽ gửi ra data đây, ok xong.